Trung Kiên Mô Tô chào tất cả anh em nhá. Trung Kiên vừa về một chiếc xe Win siêu đẹp anh em nhá. Đấy, đây một chiếc xe Win siêu đẹp. Chủ gốc là thành phố Hồ Chí Minh, biển rất là đẹp, 52T15345, biển Tiến anh em nhá. Con này đồ zin trên xe là còn đến 95% anh em nhá. Cam kết máy đại chất êm. Đấy anh em nhá. Con này là tay phanh còn zin luôn anh em nhá. Tay phanh, cục phanh zin luôn. Đấy, hai cao su zin. Đấy, cùm zin. Ốc vẫn là zin, tay lái zin, úm zin hết đấy. Anh em nhìn chưa? Đồ zin là 95% anh em nhá. Đấy. Tay phanh zin nhá. Đấy, anh nhìn chưa? Cái cao su để lắp hai cái tay phanh là vẫn là zin nhá. Hai cao su anh mua mấy trăm nghìn đồng hồ zin này anh em chưa? Đấy, em tả cho anh em chi tiết luôn. Đấy, củ sinh nhan trước zin nhá. Đấy, củ sinh nhan trước zin, hai bên đều zin luôn nhá. Coi giá là yêu thương cho anh em, nếu anh em thì chỉ vành đèn zin 100% sáng láng. Đấy, pha đèn zin nhá anh em thấy chưa? Đấy. Thì cả tai thoảng zin này. Đấy, anh em thấy đồ zin kinh khủng không? Đấy, kinh khủng lắm anh em ạ. Con xe này về anh em sẵn đổ xăng chạy luôn. Tù trước zin nhá, rất là đẹp này. Đấy, em tả chi tiết cho anh em con này. Nếu anh em chủ mua thì vui lòng kết bạn Zalo alo trực tiếp cho Trung Kiên. Đấy, bình xăng zin nhá, bình xăng zin và Trung Kiên đã sơn lại là ngon lành rồi này. Đấy, tem rất là đẹp luôn. Nói chung là chiếc xe này nè, bình xăng này, cốp zin, yên zin nha anh em nhá. Con xe này một con xe chất đẹp anh em nhá. Đấy, càng sau cũng zin này. Đấy, anh em nghe rõ cái video nhá, em mà tả sai em chịu trách nhiệm đó. Bên trong zin. Đấy. Tay dắt sau cũng zin này, đấy. Đấy, rè sau cũng zin anh em này. Ui, con xe này đồ zin còn rất nhiều luôn anh em ạ. Đấy, bốn sinh nhan sau cũng zin nhá. Sinh nhan hai bên đều zin hết nhá. Anh em nghe kỹ video nhá, xem từ đầu video, kể cả là củ hậu sau cũng zin nhá. Con xe này con xe siêu đẹp nhá anh em nhá. Con này xe này chủ gốc là thành phố. Đấy. Bao ship bao hồ sơ toàn quốc, cần khởi động zin này. Đấy. Lốc côn zin này, đấy anh em chưa? Hơ đầu bò là chính hãng Honda luôn. Đấy, chính hãng Honda luôn. Đấy, anh em nhá. Kể cả là dàn để chân zin nhá. Cần phanh zin anh em nhá. Nói chung là con xe này zin nhiều lắm. Anh em nào mà chủ mua chiếc xe này alo nhanh cho tôi. Con xe này ối giời ơi luôn anh em nhá. Đấy. Anh em nhìn đồ zin nó mềm mại lắm đấy, rè sau cũng zin, chắn xích zin. Đấy anh em nhá, chắn xích zin. Đấy, càng sau zin. Nói chung con xe này anh em mà mua về là ối giời ơi, Mayer zin anh em nhá. Mayer rất là đẹp luôn. Con xe này em mua một chủ từ dân luôn. Chân trống phụ zin luôn. Anh em nên nhớ là tiền nào của ấy nhá. Anh em mua xe Win nên tìm hiểu kỹ về xe nhá. Đấy. Khóa bình xăng zin này anh em biết nó còn đẹp như nào rồi. Đấy. Anh em phải nhớ này này, khi anh em bỏ đồng tiền ra, hơi là cam kết cho anh em là hơi còn zin. Đấy, đầu bò zin chính hãng của Honda anh em nhá. Đấy, máy khô quang. Máy ơi trước cũng zin anh em nhá, thủ trước zin đấy chưa? Con ốc trước còn zin kìa. Anh em nhìn thấy tai thỏ zin, sinh nhan zin. Đại loại anh em mua chiếc xe này nhấn mạnh này, vui lòng kết bạn Zalo. Alo trực tiếp Trung Kiên Mô Tô qua số điện thoại là Zalo là 0358444888. Trung Kiên tư vấn trực tiếp cho anh em xem xe trực tiếp. Đấy, bây giờ anh em nghe mình nghe tiếng lổ này. Đấy, mình bật chìa khóa nhá, giận một phát lổ luôn cho anh em này. Đấy, giận này. Đấy, anh em chưa? Máy đại chất. Cam kết cho anh em này về sẵn đổ sẵn trận. Đồ zin lên 95%. Đấy. Chính chủ em có thể ủy quyền cho anh em, hoặc là em rút hồ sơ cho anh em toàn quốc, cho anh em nhận xe gửi tiền. Mọi thắc mắc của anh em nhấn mạnh đừng nhắn tin. Cứ kết bạn Zalo alo bằng video của Zalo, xem xe trực tiếp của alo bằng Zalo đấy miễn phí. Đấy, em ga lên cho anh em xem. Đấy, ga lên rất là thoát máy, máy cực chất cực êm. Nói chung là anh em mà không muốn chiếc xe này thì thật sự là không muốn chiếc xe nào mà cái tầm tiền này cho anh em được. Còn những em mua xe Win đấy lên tìm hiểu kỹ về Win nhá. Trước khi điện cho em là phải kiên trí, và trước khi mua chiếc xe phải tìm hiểu kỹ về xe Win đi rồi điện cho em tư vấn trực tiếp. Nhấn mạnh đừng nhắn tin mà chủ mua alo cho em. Chứ anh em nhắn tin những lúc thời gian trả lời rất mất thời gian. Alo cho em, alo luôn. Em tư vấn trực tiếp xem xe trực tiếp này. Anh em nghe từ máy nổ chưa? Ga lên rất là chất luôn. Nói chung là con này miễn bàn về xe, chỉ bàn về giá thôi anh em nhá. Giá mong muốn của em là đầu 3 nhá. Em định bán đầu 4 nhưng mà nó thật anh em là xe vẫn là tay dân, em bán đầu 3. Em cứ lãi là em bán. Cho nên anh em chủ mua thì alo cho em sẽ tư vấn nhá. Từ nhắn tin. Alo anh em đến chung kết, mua nhanh bán nhanh nhá. Ông anh ở Tiền Giang mà mua thì alo nhanh em con này nhá. Em mà hay săn được xe Win, em mua trực tiếp từ nhà dân. Một nhà bác ấy đang đi, bác ấy không đi nữa, bác ấy già rồi không đi nữa, em mới săn được những chiếc xe này. Người ta cẩn thận mới nhìn chiếc xe toàn giữ góc nhà có đi đến mấy đâu. Đấy, anh hiểu không? Em mang em quay chi tiết em bán cho anh em. Một nữa anh em xem nhớ na vào đến cái kênh của em, chủ mua thì alo nhanh cho em, đừng nhắn tin nhá, nhấn mạnh đừng nhắn tin. Chủ mua alo cho em tư vấn giá cả. Giá mong muốn ở đầu 3, còn ba mấy anh em alo. Nhá anh em nhá.
Còn con này em định bán hơn 40 cơ. Nói thật lòng luôn, nó vô giá lắm. Nói chung anh em calo em tư vấn trực tiếp nhá. Tất cả về đinh đảm bảo, kể em thích rút hồ sơ cho anh em, bao ship toàn quốc cho anh em nhận xe gửi tiền. Cảm ơn anh em. Anh em chưa tin tưởng em có theo dõi em, đấn đăng ký theo dõi em. Còn tin tưởng rồi thì alo nhanh cho em. Đấy, cảm ơn anh em nhá. Em cam kết chiếc xe này em tả là đúng bằng mồm mà em nói ra, sai anh em lấy video này em chịu trách nhiệm. An ninh cam kết trọn đời. Ok, chào tất cả anh em.